Tuy nhiên, hội đồng xét xử cho rằng Quốc Cường Gia Lai đã nhận từ bà Trương Mỹ Lan gần 2.883 tỷ đồng. Do đó, để đảm bảo nghĩa vụ dân sự trong vụ án này của bà Lan, tòa tuyên khi nào Quốc Cường Gia Lai hoàn trả toàn bộ số tiền đã nhận được từ bị cáo Trương Mỹ Lan. Phải trả 2.883 tỷ đồng vụ Trương Mỹ Lan, công ty Cường Đô La nói gì? Xe tải lòng vòng rồi tông sầm vào xe máy, thái độ tài xế gây khó hiểu. Loạn phòng khám nam khoa chui, lật tẩy bác sĩ dẫm mẫu xẻ, Nữ chủ tịch V. Merdames nộp khắc phục 580 tỷ trước khi ra hầu tòa. Phải trả 2.883 tỷ đồng vụ trương Mỹ Lan, công ty nhà cường đô la có gì? Với trạng thái tăng trần trong phiên cuối tuần qua, cổ phiếu QCG của công ty cổ phần quốc cường Gia Lai đạt thị giá 14.400 đồng trong một đơn vị. Chỉ trong một tuần, QCG tăng trần tới 3 phiên phi ngày 9, ngày 10 tháng 4 và phi ngày 12 tháng 4. Tính chung trong một tháng trở lại đây, cổ phiếu QCG tăng 58,7%, trong khi VN Index giảm 3,73%. Riêng một tuần qua, QCG đã tăng tới 22%. Diễn biến tăng sốc của cổ phiếu quốc cường Gia Lai trong bối cảnh công ty này vừa bị yêu cầu phải hoàn trả lại số tiền 2.882 tỷ đồng cho bà Trương Mỹ Lan. Trong phiên xét xử đại án Vạn Thịnh Phát chiều 11 tháng 4, theo phán quyết của hội đồng xét xử, bị cáo Trương Mỹ Lan lệnh án tử hình cho ba tội danh có trách nhiệm bồi hoàn cho ngân hàng SCB dư nợ của 1.243 khoản vay còn lại tính đến ngày 17 tháng 10 năm 2022, tương đương số tiền hơn 673.000 tỷ đồng. Hội đồng xét xử cho biết, trong số 1.237 bất động sản bị kê biên, có 6 bất động sản của công ty cổ phần đầu tư quốc cường Gia Lai. Công ty này muốn được gỡ kê biên, nhận lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với số bất động sản nêu trên. Tuy nhiên, hội đồng xét xử cho rằng quốc cường Gia Lai đã nhận từ bà Trương Mỹ Lan gần 2.883 tỷ đồng. Do đó, để đảm bảo nghĩa vụ dân sự trong vụ án này của bà Lan, tòa tuyên khi nào quốc cường Gia Lai hoàn trả toàn bộ số tiền đã nhận được từ bị cáo Trương Mỹ Lan thì được gỡ kê biên đối với 6 bất động sản đó. Theo báo cáo hợp nhất kiểm toán của quốc cường Gia Lai, tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2023, công ty có 28,5 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, giảm 48,4 tỷ đồng so với đầu năm ngoái tổng tài sản đạt 9.567,1 tỷ đồng vào cuối năm 2023, giảm 381,6 tỷ đồng. Trong khi đó, tổng nợ phải trả tại thời điểm cuối năm 2023 của quốc cường Gia Lai là 5.225,3 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn là 4.956,6 tỷ đồng, giảm gần 355 tỷ đồng. Về kết quả kinh doanh năm 2023, quốc cường Gia Lai khá chọc vật để có lãi. Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2023 âm gần 33 tỷ đồng, trong khi năm 2022 cũng âm hơn 121 tỷ đồng. Xe bán tải lòng vòng một hồi rồi tông sầm vào xe máy, camera ghi lại thái độ gây khó hiểu của tài xế. Một đoạn clip trích xuất từ camera an ninh ghi lại diễn biến của một vụ tai nạn đang lan truyền khiến nhiều người xem khó hiểu trong clip này một chiếc xe bán tải màu trắng dường như định rẽ vào con ngõ bên tay phải nhưng không rẽ được chiếc xe được điều khiển tiến lên lùi xuống ra tận giữa đường sau đó tiếp tục rẽ vào ngõ đúng lúc này một người phụ nữ chạy xe máy đi tới dẫn đến va chạm người phụ nữ đi xe máy ngã ra đất nằm im bất động một lúc hai người phụ nữ trên ô tô nhanh chóng xuống xe cuốn quýt đỡ người bị nạn dậy một lát sau nam tài xế từ trên xe bước xuống nhưng không đến gần chỗ nạn nhân để xem tình hình mà chỉ đứng từ xa nhìn, sau đó đi sang bên đường. Hành động này khiến nhiều người khó hiểu. Có ý kiến cho rằng có lẽ nam tài xế hoảng sợ, bối rối không biết mình phải làm gì. Cũng có người bình luận nhận xét thái độ tài xế thờ ơ. Bên cạnh đó quan sát trong clip, dù trời không mưa nhưng xe bán tải vẫn bật cần gạt nước liên tục. Vụ việc hiện vẫn đang được nhiều người quan tâm. Loạn phòng khám nam khoa chui, lật tẩy bác sĩ giỏm, mổ xẻ. Qua mạng xã hội xuất hiện thông tin một người đàn ông tự xưng là bác sĩ Đức Trọng, quảng cáo trên Facebook về độ mát tay trong lĩnh vực trị bệnh nam khoa, cắt bao quy đầu, chữa xuất tinh sớm, làm to dương vật. Khi có người muốn học nghề nam khoa, cắt bao quy đầu, người tự xưng là dược sĩ viễn, trợ lý của bác sĩ Trọng, hẹn đến một chung cư cao cấp trên đường Nguyễn Xiển, phường Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ Đức. Ngày 6 tháng 4 tại chung cư, Viễn hướng dẫn đi gặp bác sĩ Đức Trọng ở tầng 9. Chính giữa căn hộ đặt bàn làm việc của bác sĩ Đức Trọng và tấm biển in dòng chữ Dr. Đức Trọng lưu giữ nét thanh xuân và có nhiều trang thiết bị y tế. Bài học đầu tiên mà bác sĩ Đức Trọng dạy là cách mở phòng khám chui, cách lùa khách và đối phó với cơ quan chức năng khi bị kiểm tra cụ thể theo ông này nên chọn những căn hộ chung cư bảo mật cao khó bị kiểm tra hoặc đăng ký giấy phép kinh doanh lĩnh vực spa chăm sóc da mặt nhưng bên trong thì hoạt động chui lĩnh vực nam khoa các bao quy đầu tiểu phẫu hàng ngày thuê đổi quảng cáo chạy marketing liên tục để tiếp cận khách hàng trong bài viết trao giá rẻ chỉ vài trăm ngàn nhưng khi bệnh nhân đến tư vấn thì đẩy giá lên Bên cạnh đó, cần thuê một nhân viên phụ việc và canh cửa để nếu cơ quan chức năng tới kiểm tra thì thông báo để ngừng việc phẫu thuật, yêu cầu bệnh nhân mặc đồ vào, giả vờ mát xa mặt. Trong phòng khám, cần trang trí hình ảnh về lĩnh vực năm khoa để khách thấy uy tín. Bản thân chủ cũng phải học cách nói chuyện, tư vấn rành mạch, giả vờ là người có chuyên môn để khách hàng tin tưởng. Đồ dùng y tế để chung một chỗ, khi bị cơ quan chức năng kiểm tra thì lập tức mang đi dấu. Chỉ cần không bị bắt quả tang thì ai làm được gì mình đâu. Đợi cơ quan chức năng đi thì mình lại tiếp tục làm. Huê cả làng, bác sĩ Đức Trọng nói. Bác sĩ Đức Trọng cho hay các bao quy đầu trị nam khoa thuộc lĩnh vực y tế, nhưng người không cần học qua trường lớp y tế vẫn có thể làm tốt, chỉ trong vòng một tháng là ra nghề. Theo bác sĩ Đức Trọng, học viên chỉ cần quan sát bác sĩ làm cho hai bệnh nhân, rồi tự thực hành mổ sẽ luôn trên người bệnh nhân. Đến khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, Thanh tra Sở Y tế phối hợp cùng với Phòng Y tế thành phố Thủ Đức, Công an phường Long Thành Mỹ, ban quản lý chung cư đến kiểm tra căn hộ bác sĩ Đức Trọng. Suốt 20 phút lực lượng chức năng liên tục yêu cầu những người trong căn hộ mở cửa nhưng không được. Đến 16 giờ quan sát thấy đoàn kiểm tra vẫn chưa rời đi, viễn nói bác sĩ Trọng đăng suốt các tài khoản Facebook, Zalo, tắt máy tính Viễn vội vàng chạy vào phòng chăm sóc đóng cửa lại, còn bác sĩ Đức Trọng thì nhanh chóng chạy vào phòng y tế, bỏ lại vị khách ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra. 5 phút sau, Viễn mặc quần ngắn áo thun, bác sĩ Đức Trọng thì mặc quần jean áo thun bước ra khỏi phòng, còn trang phục y tế hai người này thì vứt vào sọt rác. Bác sĩ Đức Trọng chạy đến bàn làm việc mở tủ lấy toàn bộ giấy tờ, hồ sơ liên quan hoạt động chữa bệnh năm khoa, các bao quy đầu, thông tin bệnh nhân, đưa cho viễn mang đi dấu trong ống thông gió nhà vệ sinh. Một số giấy tờ khác, hộp kim tim, máy cắt bao quy đầu vứt vào thùng rác, cất dấu bộ dụng cụ dao mổ, kim chỉ, máy mài. Sau đó, hai người này tiếp tục cố thủ bên trong. Nhưng khoảng một giờ sau đó, thấy việc cố thủ không có hiệu quả, bác sĩ Trọng đã phải mở cửa để lực lượng chức năng vào kiểm tra qua kiểm tra người xưng trợ lý bác sĩ đức trọng tên viễn có bằng dược sĩ trung cấp và người tự xưng bác sĩ trọng tên nguyễn trí hải có bằng y sĩ quê ở huyện thới bình cà mau viễn và hải trả lời quanh co nói chỉ tư vấn nặng mụn hoạt động spa theo thanh tra sở y tế qua kiểm tra xác lập đây là cơ sở hoạt động khám chữa bệnh không phép người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề quảng cáo không phép Ngoài bị phạt về các vi phạm trên, hai người này còn bị xử phạt vì cư trú không đăng ký với công an địa phương. Nữ chủ tịch Fimemidmec nộp khắc phục 580 tỷ trước khi hầu tòa. Sáng 17 tháng 4, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở lại phiên xử Nguyễn Thị Loan, sinh năm 1970, cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty tập đoàn dược phẩm Vimedimax, cùng 10 bị cáo khác liên quan những sai phạm trong vụ án đấu giá quyền sử dụng đất ở huyện Đông Anh. Trước phiên tòa này, bị cáo Nguyễn Thị Loan đã có đơn đề nghị trả lại dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất ở thôn Cổ Dương, huyện Đông Anh, cho Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Đến ngày 18 tháng 11 năm 2022, Công ty Cổ phần Phát triển Nhà ở Bắc Từ Liêm và Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh ký biên bản bàn giao lại toàn bộ hiện trạng diện tích đất, mốc giới khu đất đã được Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh bàn giao trước đó. Như vậy, bà Loan đã thanh toán các khoản tiền liên quan đến dự án trên với tổng số tiền hơn 580 tỷ đồng. Cơ quan tố tụng ghi nhận, cựu chủ tịch tập đoàn dược phẩm Vimedimac đã khắc phục toàn bộ hậu quả do hành vi sai phạm gây ra. Bên cạnh đó, luật sư của bà Loan cũng giao nộp hơn 80 bộ tài liệu chứng cứ liên quan đến vụ án để hội đồng xét xử xem xét đánh giá. Trong vụ án, bà Loan bị Viện Kiểm sát Nhân dân truy tố về tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản. Theo cáo trạng, sau khi Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất tại dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá ở thôn Cổ Dương, Ban Quản lý Dự án và Đầu tư xây dựng huyện Đông Anh được giao tổ chức đấu giá. Khi định giá đất, các bị can là thẩm định viên đã không làm việc khách quan mà theo đề nghị của Trần Công Tuyên, cựu trưởng phòng quản lý khai thác hạ tầng và giải phóng mặt bằng và Vương Thị Thu Thủy, chuyên viên, cố ý hạ giá trị khu đất để ban hành chứng thư định giá trái với giá trị thực tế. Hành vi trên làm sai lệch giá khởi điểm đưa vào đấu giá, tạo điều kiện cho các công ty tham gia đấu giá của Nguyễn Thị Loan thông đồng diêm giá. Qua đó, các bị cáo trúng đấu giá trái quy định 16.000 m2 đất ở Đông Anh với giá 20,2 triệu đồng một m2, rồi bán lại cho 86,3 triệu đồng một m2. Hậu quả gây thiệt hại cho nhà nước hơn 135 tỷ. Tập đoàn Thuận An lớn nhanh nhưng lợi nhuận nhiều năm ở mức buồn. Như đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 vừa khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Thuận An, gọi tắt là tập đoàn Thuận An và các đơn vị tổ chức có liên quan. Tập đoàn Thuận An, Thuận An Group, tiền thân là công ty cổ phần phát triển xây dựng và thương mại Thuận An, được thành lập vào năm 2004 bởi ông Nguyễn Duy Hưng, chủ tịch hội đồng quản trị. Lúc thành lập, công ty này có vốn điều lệ ban đầu là 3,9 tỷ đồng. Sau nhiều lần tăng vốn, Thuận An đạt quy mô vốn là 800 tỷ đồng, tức gấp khoảng 200 lần khi mới thành lập. Doanh nghiệp giữ quy mô vốn điều lệ từ năm 2021 đến nay, được giới thiệu là tập đoàn đa ngành, nhưng hạ tầng giao thông với nhiều công trình cầu đường lớn vẫn là ngành giúp Thuận An nổi danh. Riêng trong giai đoạn từ năm 2019 đến nay, tập đoàn Thuận An từng tham gia khoảng 51 gói thầu hình thức trực tuyến trong đó trúng 39 gói thầu và trượt 8 gói, và 4 gói vẫn chưa có kết quả. Dù trúng thầu nhiều dự án, nhưng tình hình kết quả kinh doanh của Thuận An không quá tích cực. Theo dữ liệu của tuổi trẻ, trong giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2019, doanh thu của Thuận An ở mức 250 đến 300 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận trước thuế chỉ tăng vài trăm triệu đồng. Theo một số chuyên gia, mức lợi nhuận trên ở mức đáng buồn với doanh nghiệp quy mô vốn như trên như đã đưa tin cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam ông nguyễn duy hưng chủ tịch tập đoàn thuận an để điều tra về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ ngoài ông hưng ông hoàng thế du trưởng phòng ban quản lý dự án tỉnh bắc giang cũng bị khởi tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và ông trần anh quang tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn thuận an về tội đưa hối lộ cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức mới mỗi ngày